Canxi rất cần thiết để chúng ta có một hệ xương khớp khỏe mạnh. Đây là một khoáng chất rất quan trọng với nữ giới, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, khi tuổi tác và estrogen suy giảm, làm xương bị suy yếu, từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương. Ngoài cái việc mà bổ sung canxi để cho cái xương chắc khỏe nha, thì còn giúp cho chị em mình là duy trì vóc dáng nè. Nhưng mà nhớ là bổ sung đúng liều lượng thì mình sẽ không lo cái việc là bị táo bón hay là bị sỏi thận đâu cô. Vậy bí quyết nào giúp phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh có hệ xương chắc khỏe, bổ sung canxi cho phụ nữ độ tuổi này như thế nào? Chúng ta chọn dạng sản phẩm mà để bổ sung cho cơ thể thì chúng ta nên chọn những cái giải pháp mà cấu trúc của nó là cái dạng uống á. Mỗi cái viên nó đừng có quá 120mg. Ngoài canxi thì nên có thêm vitamin D, vitamin K, nên bổ sung những cái khoáng chất khác, ví dụ như là magie nè, mangan, kẽm và sắt. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề Canxi và phụ nữ tiền mãn kinh, bí quyết cho xương chắc khỏe, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.